game mới. Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Tinger 2-in-1 New. Đây là một mẫu đèn phù hợp để mọi người mua trang trí trong phòng bay, phòng karaoke, phòng nghe nhạc sôi động hoặc là trang trí ở những buổi tiệc party tại nhà. Đèn được thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện để mọi người có thể dễ dàng treo lắp và sử dụng. Nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và đổi màu, quét tia auto tự động. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Đây là một mẫu đèn rất là đẹp và đây là mẫu đèn mới nhất của công ty bên mình. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boenl 1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.